Xin chào anh em đã quay trở lại với K9. Và video ngày hôm nay sẽ là về một chiếc xe mà mình đã từng yêu thích nó, đã từng ngày đêm cày nó, chơi nó, đến nỗi mà cứ phải ra quán net hồi xưa là mình bắn nó đầu tiên luôn. Mình phải lấy X2 trận đấu đầu tiên luôn. Đó chính là chiếc Centurion Actionix anh em ạ. Đấy, chiếc Centurion Actionix này, nó là một trong những chiếc xe mà bị thay thế là chiếc xe thay thế cho chiếc những chiếc xe khác vào bản 9.12 năm 2015. Chiếc FV4202 này ở cấp 10 ấy, đã thay xuống làm cấp 8, và chiếc Centurion Actionix của chúng ta nhảy lên vào làm cấp 10. Đấy, hồi xưa mình cũng lên chiếc FV4202 đầu tiên là tăng hạng trung cấp 10 nhá. Chiếc FV215B là chiếc xe tăng hạng nặng đầu tiên, thì chiếc FV4202 là chiếc xe tăng hạng trung cấp 10 đầu tiên của mình. Sau đó vài tháng mình đã nhận được một cái thông tin là thay đổi chiếc FV422 thành chiếc Centurion Actionix. Đấy, hình ảnh đầu tiên xuất hiện nó rất là đẹp anh em ạ. Chiếc Centurion Actionix rất là đẹp, rất là hiện đại. Đấy, đây là camo 3D ở giấy phép quân sự thôi. Thì đây là cái kiểu bình thường của nó ấy này. Đấy, đây là cái model bình thường của nó, nhìn rất là đẹp, rất là hiện đại, nó rất là bắt mắt, rất là giống những chiếc xe mà gọi là hiện kiểu như là những chiếc xe tăng hạng trung MBT hồi xưa ấy, đấy kiểu như thế. Đấy, thì quay trở lại với chiếc Centurion Actionix này đấy. Nó có một cái điều mà mình không hề thích trên chiếc xe này khi mà bị thay thế chiếc FP42, đó chính là nó không giữ nguyên đạn HES. Nó không giữ nguyên đạn HES mà ở chiếc Sen 7 và chiếc FP42 hồi xưa. Đạn HES nó lại chuyển thành đạn HEAT là độ xuyên 330mm độ xuyên. Nhiều anh em nói rằng độ xuyên đạn HEAT cao như thế này tại sao còn chê. Thì mình nói thật với anh em luôn nhá, bây giờ ấy, độ xuyên nó không phải là thứ quyết định cái sức mạnh của cái game này. Đấy, mà là sự linh hoạt, sự thay đổi trong chiến thuật. Đấy, cách mà mình thọc sườn, cách mà mình tiêu diệt kẻ địch nhanh chóng. Thì đối với mình, đạn HES của chiếc Sen 7 này, 480 sát thương với độ xuyên 210 này, một cái con số rất là tốt, 480 mà làm ở trên chiếc Sen Actorion Actionix này, khoảng 7 giây thôi cho một viên 400 sát thương thì bố ai mà chơi được. Đấy, 210mm độ xuyên, bắn được những kẻ địch giáp yếu, những gọi là pháo chống tăng không có cabin, đấy, giáp mỏng, giáp giấy, thoải mái đục luôn, nảy đam lên 500 rất là ngon. Tuy nhiên thì chiếc xe này vẫn giữ nguyên cái đạn độ xuyên đạn HE thường là 105mm độ xuyên thì cũng ok. Nói chung thì có thể bắn mấy thằng giáp yếu như là tăng hạng nhẹ thì cũng ok. Nhưng mà mình rất là mong rằng Gaming cho cái đạn HES của chiếc Centurion Actionix này. Đấy, nhá. Chứ không phải đạn HEAT, bởi vì mình không thích đạn HEAT của trên chiếc Centurion Actionix này đâu. Chán lắm, bắn nó cứ lệch đi đâu ấy. Và một điều mà mình không cảm thấy thất vọng thời nay ấy, là đạn của chiếc xe này dạo này nó bay láng láng kiểu gì ấy, nó không hề chuẩn nữa. Nó không phải là độ chính xác của Anh Quốc hoặc là được Lữ Hoàng độ nữa. Đấy, đạn ABCR thì ngon đấy. Đây này, 268mm độ xuyên này cũng ok đấy. Đấy. Rồi đồ chơi của mình thì mình nắp truyền thống từ xưa đến nay nhá, là ổn định dọc, thông nòng và kính. Đó là bộ combo truyền thống của mình hồi xưa. Anh em có thể là muốn snapshot tốt hơn nữa, hoặc là sát thương trung bình tốt hơn nữa thì nắp quạt, hoặc là cơ cấu xoay trở cải tiến tùy anh em. Hoặc là anh em nắp nitro để chạy nhanh. Nhưng thực ra những chiếc xe này nó chạy khá là nhanh rồi, 53 km/h rồi, 53 chứ không phải 52 mình quên. Đấy, kiểu như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến trận đấu mình bắn trên chiếc xe này nhé. Chúng ta sẽ khởi động trận đấu ở map Stepped nhá. Vâng, trận đấu này thì là mình khởi động thôi, sau nhiều ngày tháng mình không chơi nó, cho nên là mình chắc cũng kiểu như là chưa quen lại tay. Được rồi, mình đang đến một vị trí bắn trước ZG. Bắn nào. Đang cố gắng ngắm, chờ anh ta xoay lại. Ok, phát vừa rồi thì không biết có trúng không, mình bắn mù. Bây giờ mình sẽ di chuyển đến vị trí khác, đó chính là vị trí ở vùng E6. Bởi vì ấy, tăng hạng nặng bên mình họ đã chiếm được cánh bên phải rồi, cho nên là họ sẽ đẩy lên rất nhanh. Vì thế mà mình phải lên cái vị trí này để chuẩn bị hỗ trợ cho đồng đội. Đấy. Rồi, với tốc độ mà 52 km/h, đây là một tốc độ rất là tốt anh em ạ. Đây là một tốc độ rất là tốt mà mình cảm thấy rằng là một sự thay đổi lớn khi mà từ trước FV4202 ấy, tốc độ hình như chỉ có 40 km/h thôi. Đây là cơ hội của mình để bắn trước 121B. Rồi, một pha bắn rất là chuẩn, không hề có khó khăn gì, trúng trước 121B từ xa 500m. Rồi, mình sẽ cố gắng bắn anh ta thêm một viên nữa. Rồi, một pha slap shot của mình không trúng giáp, lẽ ra mình phải bắn kỹ hơn. Ái chà, bây giờ mình sẽ bắn anh ta thêm một viên nữa. Ôi rồi ôi, độ chuẩn xác của anh và mình đã bị lộ sai, bởi vì chiếc Caravan đã soi thấy mình thì phải. Phát vừa rồi thì thôi thì coi như là RNG nó làm cho đạn nó bay lệch xuống thì cũng không sao đâu, nhưng mà pha vừa rồi là bay ra rìa tâm ấy, mình thực sự cảm thấy quá chán luôn. Và chiếc M53, cơ hội của mình để bắn chiếc M53. Rồi, bay màu luôn rồi.
Với cái tốc độ, quay trở lại nhé, với cái tốc độ 52 km/h, đây là một tốc độ mà mình ao ước trên chiếc FV4202. Thực ra chiếc FV4202 xuống cấp 8 bây giờ chạy cũng nhanh rồi, 50 km/h rồi thì phải, mình nhớ như thế. Nhưng cái hồi mà mình bắn chiếc FV4202 ở cấp 10 ấy, thực sự là quá là khó đi, chạy rất là chậm, nhưng bù lại nó có một cái đạn hét rất là sướng. Đấy, bây giờ chúng ta lên chiếc Centurion XDX này thì nó khá là tù về cái khoản là nó một màu ấy anh em. Rồi, mình đã chặn được một viên đạn hit của viên đạn ABCR của Caravan và không, thùng đạn để đằng trước thân anh em ạ. Chiếc Caravan bắn mình hỏng thùng đạn một lần, sau đó mình đã sửa xong, anh ta bắn hỏng thùng đạn thêm lần nữa. Chịu, mình chịu. Bây giờ mình lót đạn rất là chậm anh em ạ. Rồi, DG bay màu rồi. Có vẻ như chiếc chiếc tiền muốn ăn mình. Ok, một viên slap shot chặt xích chiếc Chieftain, anh ta cũng phải lùi xuống ngay. Đấy, mình chỉ còn 700 máu thôi. Chiếc Caravan ra đấm mình đau quá. Bây giờ mình hoạt động rất là kém rồi, hỏng thùng đạn rồi. À, chiếc xe này thì khi mà mình mang đồ như thế này thì mình lót khoảng gần 7 giây anh em nhé. Nếu mà có thông đồng tím các kiểu chắc là xuống gần 6 giây, gần chạm 6 giây. Rồi, một viên bắn vào tháp pháo chiếc Caravan để trả thù cho anh ta. Và mình cũng đã soi thấy chiếc ABX-30, đồng thời cũng soi thấy luôn cả UDES lẫn 121B. Bây giờ mình lót đạn 14 giây cho một viên, quá là lâu. Rồi, mình sẽ cố gắng bắn UDES chẳng hạn. Ôi, pha vừa rồi thì mình không biết là mình vội hay là mình ngắm tệ nữa, nhưng mà khả năng cao pha được rồi mình hơi vội, bởi vì mình nhìn thấy chiếc Chieftain mà đang ngắm mình, cho nên là mình muốn bắn chiếc UDES nhanh là mình lùi xuống ngay. Rồi, không sao, đây sẽ là cơ hội của mình. Thêm một viên đạn nữa vào phần vào chiếc UDES, khá là ok. Rồi, chiếc xe này thì hạ đồng trừ 10 anh em nhé, một cái rất là phổ biến của tăng Anh rồi, cho nên là anh em có thể là hụt bắn hun đao trên chiếc xe này cũng được, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn bảo vệ số máu thì tốt nhất là hạn chế hun đao tầm gần, bởi vì kẻ địch cũng dễ đục cái tháp pháo này thôi. Ok, phát vừa rồi thì mình kích cò hơi vội, mình lẽ ra mình có thể bắn được chiếc E4 rồi đấy. Rồi, anh ta đang đứng yên rồi, hình như pha vừa rồi mình thu tâm chưa hết thì phải, nhưng mà mình khá là tin tưởng về độ chuẩn xác của tăng Anh, cho nên là mình mới kích cò quả đấy đấy anh em ạ. Thật luôn, pha vừa rồi mình khá là tin tưởng độ chuẩn xác của tăng Anh nên là mình kích cò, nhưng mà ai ngờ đâu trượt. Không sao, bây giờ mình sẽ bắn chiếc E4 lại một lần nữa, mong rằng sẽ bắn trúng. Ôi trời ơi, sao toàn cạp đất thế, nữ hoàng dạo này không độ à, mình bắt đầu thấy hơi tệ rồi đấy. Rồi, mình đã chuyển sang đạn hit. Yeah, phát vừa rồi mà không xôi xuyên nữa thì thôi mình bán xe luôn đấy. À, E4 cũng sắp bay màu rồi. Rồi, anh ta cũng đã bay màu. Đấy, anh em thấy rằng là khởi động trận đấu của mình trên chiếc xe này khá là tầm thường, và hiệu suất không hề tốt trong trận đấu này, khi mà mình để mất máu khá là nhiều, rồi thì để hỏng thùng đạn. Bởi vì thùng đạn của bọn anh ấy nó toàn để ở đằng trước thôi mà, cả cái chiếc Super Pogro ấy cũng đều để ở đạn đằng trước. Đấy, chỉ bắn được có 1.900 thôi, hỗ trợ 1.300. Thôi, nói chung là khởi động lại trận đấu sau bao nhiêu ngày không chơi em nó. Có một điều khá là hay ấy mà anh em nên biết ấy, là hồi xưa U Gaming đặt ra cái tiêu chuẩn cho xe tăng hạng trung thuộc khối Lato ấy, nghĩa là những cái khối mà sử dụng khẩu pháo 105mm này nè, mình có thể liệt kê ra sau đây: Centurion XNX này, Leopard 1 này, AMX-30B này, STB-1 này, đấy, hoặc là E-50M chẳng hạn. Thì những cái chiếc xe có khẩu pháo 105mm như thế ấy, họ đều có cái sát thương là 390 anh em ạ, đều có sát thương là 390. Rồi, một phát đạn bắn vào chiếc STRBK khá là ok và chuẩn. Đấy, thì anh em thấy rằng là với cái sát thương 390 đấy, nó là một cái phổ biến hồi xưa rồi, cho nên là cảm thấy nó khá là bình thường. Nhưng sau một vài bản gần đây, chiếc Leopard 1 của chúng ta đã biến thành xe tăng hạng trung bắn tỉa và sát thương lên 420. Chiếc STB-1 của chúng ta đã thay đổi cái sát thương thành 360 và có thủy lực. Wow. Chiếc 30B thì bị lém vào trong bị ném vào trong tân bộ sưu tập. Đấy. Yeah, một pha bắn rất là nhanh vào chiếc EMU-1, EMU-2. Anh ta rõ ràng là định ra hun down mình ấy, hoặc là ra hun down kẻ địch khác. Đấy. Thì nhưng mà thay đổi rồi, thời thế thay đổi rồi. Bây giờ những chiếc xe mà còn sát thương 390 ấy cũng còn khá là nhiều, nhưng không phải là cái sát thương mà đáng để chơi nữa anh em ạ. Vì sao? 390 thì thường thường sẽ lót đạn dao động từ tầm 6 khoảng 7 đi, 7 cho đến 9 giây nhá. 7 cho đến 9 giây. Mình tính cả chiếc E50M nữa. Đấy. Bởi vì chiếc E50M mắc đồ các kiểu hình như cũng xuống được 8 hay 7 giây gì đấy mình không nhớ, nhưng mà thôi cứ dao động từ 7 cho đến 9 giây. Đấy.
thì chiếc Passat 25T thì mình không nói. Chiếc Passat 25T thì nó là băng đạn rồi. Đấy, cho nên là mình không nói. Còn lại thì theo mình những khẩu pháo tốt nhất bây giờ ấy là những khẩu pháo như của Leopard 1. Đấy, bắn nhanh khoảng 7 giây cho một viên 420. Đấy, vẫn cái sát thương trung bình vẫn ngon lành. Dù có tăng đam lên nhưng sát thương trung bình vẫn ngon lành và ok, pha vừa rồi thì mình slap shot cho nên là bắn trượt bông trước ES7 nên thôi, bỏ qua. Mình thay đổi vị trí bởi vì mình thấy khá là nhiều kẻ địch đã dồn sang cái cánh 1-2 rồi. Cho nên là mình muốn thay đổi vị trí sang bên này để đề phòng là kẻ địch bắn tạt hông mình. Rồi quay trở lại cái vấn đề mà những khẩu pháo tốt hiện nay ấy. Thì những khẩu pháo nữa ấy, đó chính là khẩu pháo của STB-1. Tuy khẩu pháo STB-1 không phải là khẩu pháo bắn xa tốt, nhưng cái sát thương trung bình và thời gian nạp đạn của nó rất là nhanh. Chỉ khoảng 5 giây. Nếu mà mắc đồ ấy, khoảng 5 giây cho một viên 360 mà còn có cả thủy lực nữa thì đánh cận chiến bao phê luôn. Đấy. Thì mình cảm thấy rằng những cái khẩu pháo mà thuộc dạng là 105 và sát thương 390 nó đang lỗi thời rồi. Nó cảm giác là khá là chán rồi. Đấy. Đạn ABCR thì ok đấy, độ xuyên 268 ok đấy, ai cũng thích đấy, đúng rồi, cao thật đấy. Nhưng bây giờ làm sao ăn thua được với khẩu pháo của Leo? Khẩu pháo của Leo nó còn tận 270 mấy cơ mà. Chưa kể khẩu pháo của chiếc 30B còn chỉ còn 246 và 248 mà mình không nhớ. Khẩu pháo của 30B còn thấp hơn 250mm độ xuyên cơ. Nó còn như thế cơ. Cho nên là cái việc mà mình ưa thích những khẩu pháo hiện nay ấy, thì chỉ có thể là hai khẩu pháo STB-1 và Leopard 1 là những khẩu pháo 105mm mà mình cảm thấy thích nhất của trên tác hại trung cấp 10. Còn lại những khẩu pháo còn lại nó cảm giác là cho mình nó lỗi thời rồi. Nó lỗi thời rồi. Và nó không cho mình cái thú vui khi mà mình chơi hoặc là cái nổi bật khi mình chơi. Rồi quay trở lại cái chiếc Centurion XCX của chúng ta. Thì đây vẫn là một chiếc xe khá là ổn định. Nó không thực sự quá yếu cũng không thực sự quá mạnh đâu anh em nhé. Chiếc xe này là cũng là một chiếc xe gọi là thuần tăng hạng trung. Bởi vì nó là gán mắc tăng hạng trung toàn diện. Đấy, có tốc độ, đúng rồi, 52 km/h. Có tốc độ, có hỏa lực, đúng vậy. Sát thương trung bình trên 3000 mà. Đúng rồi, sát thương trên trung bình của chiếc xe này là khi mắc đồ các kiểu là trên 3000 đấy là ok rồi. Có độ xuyên, ngon, 268 rồi, độ xuyên của đạn vàng là 330. Chưa kể nhá, đạn nổ chiếc xe này là 105mm anh em ạ, 105mm. Ok luôn, mình đã kết liễu chiếc AE. Đấy, cho nên là nếu anh em có thể tận dụng được cái đạn nổ 105mm này thì hoàn toàn chúng ta có thể tiêu diệt những kẻ địch mà gì nhỉ, tăng hạng nhẹ giáp yếu này. Pháo chúng tăng không có cabin này, đấy, gọi là giáp mỏng rồi bắn tạt hông các kiểu. Thế là nói chung là cũng tùy anh em. Nếu anh em thích chiếc xe này cũng được, nhưng giá như nhá, mình chỉ mong rằng Nguyên Minh tại sao cái ông lại lấy đi cái đạn Hess của chiếc xe này. Rõ ràng là chiếc Sen 7 có, chiếc FV4202 hồi xưa có, nhưng tại sao chiếc xe này là đạn hit? Có vẻ như Nguyên Minh muốn cân bằng lại với chiếc Leo hồi xưa. Cái chiếc Leo mà hồi xưa cũng có đạn hit ấy, rồi thì chiếc 30B cũng có đạn hit kiểu như vậy. Bởi vì Nguyên Minh sợ là nếu mà giữ nguyên cái đạn Hess trên chiếc Sen Action X này, khả năng cao nó phá game. Đấy, nó phá game anh em ạ. Nhưng mà bây giờ thời thế rồi, phá cái gì nữa. Bây giờ thì cứ đạn Hess mà lã thôi. Cứ đạn vàng mà lã thôi. Thực sự chán. Rồi quay trở lại trận đấu, mình nói hơi nhiều chút. Mình đang cố gắng bắn bù kẻ địch là M46 cũng như là Leo BT đang ở trên đấy anh em ạ. Mấy kẻ địch đang ở trên đấy họ bắn tỉa xuống thế này cho nên là mình đang bắn mù. Nhưng mà từ nãy giờ chả trúng viên nào. Có vẻ như họ lấp kỹ quá. Nãy giờ mình bắn toàn vào mấy cái bụi nhưng mà không thấy họ đâu. Toàn đất lấy lên thôi. Chiếc xe này cũng dễ cháy phết đấy anh em ạ. Mình nói thật với anh em luôn, chiếc xe này cũng dễ cháy phết đấy. Không phải đùa đâu. STRVK. Ok luôn, một pha cắm vào thân chiếc STRVK 388 sát thương. Rồi mình đang cố gắng bắn anh ta thêm một viên đạn nữa. Ok, một viên chặt xích chiếc STRVK. 121B đang ở đằng sau. Ok luôn, một viên vào gầm chiếc STRVK mà chỉ lấy được 331 thiệt hại thôi, khá là kém. Nhưng mà không sao, anh ta cũng bay màu rồi. Trận đấu này thì cũng khá là ổn thôi. Theo mình nghĩ trận đấu này khá là ổn khi mà bên mình đang có lợi thế 3.000, lãi 3.000 máu. Rồi còn tỷ số là 5-3 nữa. Cho nên là trận đấu này cũng sẽ dễ dàng gọi là gì nhỉ, ngã ngũ về bên mình thôi. Còn lại thì mình đang trực chiếc EMU2 anh em ạ. Thực sự là mình đang kiên nhẫn chờ chiếc EMU2 mắc sai lầm. Và chiếc Centurion XLX của bên đội bạn cũng đang chạy xuống. Cơ hội của mình để bắn ngang hông anh ta. Ok luôn, một phát bắn vào tháp pháo rồi. Nên là giáp không bị xuyên. Mình cũng chưa bị lộ, nên là mình cũng quyết định là trực chiếc EMU một chút. Nhưng có vẻ như là chiếc 121B vừa tiêu diệt chiếc TIP 61 bên mình. Đấy.
cho nên là bên cánh bên một cái cánh bên phải lại lủng rồi, tỷ số lại đều năm năm đều rồi. Số máu thì cũng không thiệt quá là nhiều, 1.400. Rồi mình đang cố gắng đi ra phải bắn trước sen 7 xem có được không, mong rằng mình bắn được. Nhưng mà cái tòa nhà đã chắn mình rồi cho nên là mình không bắn được, đèn quá, rất là khó. À chiếc 705A trước mặt luôn, còn nhiều máu. Được rồi, nhưng em thấy thì chiếc Emil mình đang cố gắng trực anh ta, mong rằng anh ta đi lên một lần nữa thôi. Mình đang rất là kiên nhẫn, mình đang rất là kiên nhẫn. Rồi chiếc Centurion XDX đang móc ở đằng sau và ui tí nữa thì mình bắn được chiếc Emil phát đấy rồi. Biết thế mình kích cò anh em ạ, thực sự là biết thế mình kích cò. Đấy, đang cố gắng trực anh em ơi, kiên nhẫn là bạn, kiên nhẫn là bạn, kiên nhẫn là bạn. Rồi lên đi bạn ơi, khó quá. Đấy rồi, cơ hội. Cuối cùng thì sự kiên nhẫn của mình đã được đáp trả khi mà mình đã tiêu diệt chiếc Emil 2. Đấy, tỷ số vẫn là 6 đều. Và mình có một cái chiến thuật khác, đó chính là tấn công cánh bên trái anh em ạ. Bởi vì chiếc 121B anh ta chỉ còn khoảng 700 máu thôi, mình có thể kết liễu anh ta bằng 2 viên đạn anh em ạ. Đấy, bởi vì mình nhiều máu hơn anh ta mà, mình có 1.500 máu này, cho nên là mình có thể là sẽ cố gắng tiêu diệt được anh ta. Đấy, rồi mình đang cố gắng đi móc anh ta ở bên cánh bên này, mong rằng là mình sẽ thành công. Rồi mình đang check ở bên dưới xem có ai không đã. Rồi có vẻ như là không ai đang ở đây mà họ đang tập trung ở chỗ D2, vì thế mình có thể móc được anh ta và anh ta đang quay trở lại. Rồi một viên vào ngang hông anh ta và bắn được 406 409 à. Rồi mình đang cố gắng chạy đan ăn. Ok, một viên slap shot của mình trượt vào xích và mình đã bị chiếc M46 lẫn chiếc Leopard bắn từ xa rất là đen, và chiếc 121B đang đi ra. Ok, mình đã tiêu diệt chiếc 121B và may sao chiếc M46 cùng chiếc Leo BT bắn trượt mình rất là nhiều và mình đã chặn được 2.360 thiệt hại, một con số rất là tốt. Hiện tại thì mình đang quay trở lại để bắn chiếc Centurion Action X bởi vì anh ta đang ở cái góc bắn mà mình có thể bắn được, khá là ngon. Cơ hội. Rồi, một viên bắn vào phần hông anh ta và chiếc TVB đang ở đằng sau. Anh ta đang tiêu diệt chiếc EMU 2 bên mình. Anh ta đã đi lên. Ok, một viên chặt xích chiếc STVB và anh ta đang sửa xích và lên bắn mình xả đạn mình. Một viên vào xích và một viên lại vào phần thân. Pha vừa rồi thì mình bắn hơi vội anh em ạ, khi mà mình bắn vào phần thân trên của chiếc TVB và nó đã bị lẩy đạn. Đấy là một cái sai lầm của mình, lẽ ra mình phải ngắm vào tháp pháo của anh ta thì đúng hơn. Và như anh em thấy thì mình chỉ còn 569 máu thôi. Đó là một cái gọi là một cái quyết định sai lầm, tấn công sai lầm của mình nên khi để mà mất quá nhiều máu như vậy. Nhưng mà may sao mình vẫn chặn được kha khá loại đạn, cho nên là mình đã phải chạy thoát chiếc leo, đề phòng chiếc leo BT đang chạy ra ăn mình ấy, cho nên là mình phải chạy thoát. Được rồi, mình đang trở lại cái vị trí này để có thể bắn được những kẻ địch mà địch chạy qua. Rồi, có vẻ như không ai đi qua cả. Và chiếc EBU-2 anh ta đang tấn công ở vùng cánh bên phải này, mong rằng mình sẽ tận dụng được cái việc cooldown để tiêu diệt chiếc EBU-2. Thế rồi, anh ta đang đi ra. Rồi, chiếc Badger bên mình cũng đã tiêu diệt anh ta rồi, khá là ngon. Căng thế nhở. Tỷ số bây giờ là 9-7. Mình đang bắn mù vào chiếc M46 nhưng đã trượt rồi, hơi đen. Come on. Bên địch vẫn còn nhiều tăng hạng trung quá. Mình còn ít, rất là ít máu, cho nên là mình không muốn gọi là đánh đổi hay là mạo hiểm. Mình không muốn mạo hiểm trong cái thời gian này. Chiếc Badger bên mình cũng còn rất là nhiều máu, anh ta đang tấn công cái vùng Leopard 1BT, cho nên là mình cũng khá là yên tâm ở cánh bên đấy. Được rồi, bây giờ mình sẽ đẩy láo xuống để có thể là chạy xuống soi được chiếc M46 thì ngon, hoặc là bắn được chiếc 705A. Và mình đã soi thấy chiếc M46. Đây là cơ hội của mình để bắn anh ta. Đang ngắm thẳng vào thân. Thực sự thì pha vừa rồi mình khá là khó hiểu. Mình biết là phát vừa rồi tâm của mình chưa thu hết, nhưng mà cái tâm ngắm của mình đã chỉ thẳng vào rồi, đã chỉ thẳng vào chiếc M46 rồi. Nhưng mà không ngờ phát vừa rồi nó lại lẩy đi đâu ấy, rất là bực, khá là đen. Đấy, khá là đen. Mình đang trực anh ta xem mình có bắn được anh ta thêm viên đạn nào nữa không, hay là anh ta đã chạy thoát rồi. Rồi bên mình đang cố gắng tiêu diệt chiếc, ôi bố ba bố bắn mù vào chiếc M46 bay màu luôn. Bên mình thì đang cố gắng tiêu diệt chiếc Sen 7 đang ở kia, 800 máu. T100LT bên mình thì chết do va chạm, quắt tờ hợi, khá là hay. Rồi trận đấu này thì sẽ kết thúc bằng đội mình đã tiêu diệt chiếc Centurion Action X. Trận đấu này mình chỉ bắn được 4.700 thiệt hại thôi, 2.680 sát thương, một con số không hề cao ở cấp 10, ở phòng cấp 9. Tuy nhiên nó cũng mang lại thắng cho đội mình.
chúng ta sẽ đến một trận đấu nữa đi. Mình muốn highlight trên chiếc xe này, mình muốn cố gắng lấy được một cái trận đấu thật là hay trên chiếc xe này. Vì thế mình đang cố gắng là để có thể là gọi là mang cái thời huy hoàng hồi xưa, mang cái thú vui hồi xưa trên chiếc xe này về khi mà mình bắn nó. Và mình đã nhìn thấy chiếc STB1, cơ hội của mình để bắn ngang hôi ta. Yeah, một viên bắn rất là nhanh, 408 sát thương vào chiếc STB1. Và cái kịch bản mà mình áp dụng trên chiếc Centurion X-Series này đấy, đó chính là kịch bản của chiếc M48 Button mà mình đã có video về cái on track ấy. Đấy, thì mình cũng áp dụng lại cái chiến thuật đấy trên chiếc Centurion X-Series này. Đó là cái bụi cây ở vị trí F3. Và mong rằng mình có thể soi thấy những kẻ địch mà ở vị trí C1. Đấy, cái vị trí C1. Rồi, như anh em thấy thì STB1 anh ta đang đi lên, anh ta đang sử dụng cái thủy lực của anh ta. Và anh ta đã soi thấy mình. Chiếc Grenade đã nhân cơ hội đấy bắn mình một viên. Ok, một pha slap shot bay xuống đất của mình. Rất là chán anh em ạ. Phát vừa rồi thường thường ấy, những chiếc xe mà slap shot tốt như là chiếc M48 hay là những chiếc xe một của đám Liên Xô ấy, thường thường những phát đạn đấy nó sẽ rất là dễ trúng, nhưng mà chiếc Centurion X-Series của mình bắn xa vừa rồi. Không hiểu luôn. Anh em biết tính của mình rồi đấy. Slap shot mà moonshot này, bắn nhanh rồi thì bắn vội. Cho nên là mình không nghĩ rằng là dạo này chiếc Centurion X-Series này nó đạn nó bay lởm như thế luôn đấy. Nó bay lởm ngang tầm với đám 30B với E50M kiểu như vậy. Rồi, như anh em thấy thì 121 bên đội bạn đã di chuyển sai lầm ở vị trí E2 và anh ta còn 800 máu. Và mình đã soi thấy chiếc Grenade, cơ hội của mình. Một viên vào chiếc Grenade, mong rằng đội của mình có thể tiêu diệt chiếc Grenade. Nhưng Grenade vẫn chưa bị tiêu diệt, mình sẽ cố gắng lao lên một chút để bắn chiếc Grenade bay màu luôn. Yeah, rất là may cho mình là trước khi mình bị lộ sai thì mình đã tiêu diệt được chiếc Grenade. Đấy, khá là ngon. Tiêu diệt được một pháo chống tăng ở map Provoca, đó là một cái điều tốt. Anh em thấy rằng là đội của mình tập trung nửa team luôn, nửa đội ở trong rừng. Đấy, 268 FV42405 ETE4 mau E100 Leopard 1 121B, quá là nhiều đồng đội mình trong rừng. Mà trận đấu này không có tăng hạng nhẹ anh em ạ. Trận đấu này không có tăng hạng nhẹ cho nên là khá là khó khăn khi mà có thể là chiến đấu trong rừng. Đấy, bởi vì bây giờ lộ sai cái là bay màu luôn, có khi là mau với E100 lộ sai rồi ấy. Đây này, E100 lộ rồi này, bị mất máu rồi này, còn mau thì đang đi giữa đồng giữa chợ rồi này. Mình chỉ sợ ông mau này chuẩn bị bay màu, bởi vì ấy, mau nó không phải như thời xưa. Cái thời nay đạn vàng cứ đây này, anh em thấy không, mất máu rồi này, liên tục mất máu này. Đấy, còn lại 1.000 máu này, anh em thấy không? Mau này, anh em nhìn mau này. Ôi giời ơi, chặt xích rồi này, bị chặt xích rồi này. Anh em thấy không? Bây giờ giáp nó không phải là cái thế mạnh của cái game này. Thế mạnh của game này thứ nhất là hỏa lực nhá. Thứ hai là độ linh hoạt cơ động, thứ ba là tầm nhìn. Giáp bây giờ có khi còn thọt, còn thua cả top 5. Có nghĩa là nó bị loại ra khỏi top 5 thứ mạnh nhất trong cái game vô địch tanh này. Đấy, anh em nhìn này, mau này. Ui giời, 700 máu này, 200 máu này. Thấy không, đạn hit vỡ mồm luôn này. Đạn hit nó bắn cho vỡ mồm luôn. Không thể nào có thể là sống sót được sau khi mà đến được bên kia. Mình đảm bảo với anh em luôn là ông này chuẩn bị bay màu trong khoảng 10 giây nữa. Đó, bay màu luôn. Quá chán. Được rồi, mình vẫn đang cố gắng là giữ cái vị trí này, bởi vì vị trí này rất là quan trọng. Đồng thời mình cũng đã soi thấy chiếc 60TB đang đi ngang qua. Cơ hội của mình để bắn ngang hông. Rồi, một viên 480 sát thương. Có vẻ như chiếc 60TB đã mắc sai lầm rất là lớn. Khi mà đi như thế, anh ta đã bị cháy. Rồi, mình đã bắn ngắm vào phần tháp pháo nhưng không trúng. Đồng thời mình cũng nhìn thấy chiếc Leopard 1 luôn. 60TB, vẫn còn 54 máu. Bay màu luôn rồi. Và anh em thấy rằng là chiếc Super Quagoro đang giao tranh với chiếc FV215B bên mình. Và đây cơ hội của mình để có thể yểm trợ chiếc FV215B. Đấy, mình lại soi thấy Leopard 1 rồi. Và một viên đạn cạp đất nữa. Bây giờ chiếc xe này cạp đất nhiều ngang cơ với chiếc Grenade anh em ạ. Thực sự luôn. Thực sự luôn. À nhầm, làm sao mình so sánh với Grenade được. Phải nói là mấy chiếc xe khác chứ. Quên. Rồi, cơ hội của mình. Ok, một pha bắn khá là chuẩn đấy. Xuyên qua cái khe của đầu tàu hỏa nhưng mà lại không xuyên vào chiếc Super Quangaro. Và như anh em thấy rằng chiếc E4, đây là cơ hội của mình để có thể bắn chiếc E4 một viên. Mong rằng mình sẽ bắn trúng anh ta. Yeah, rất là nhanh gọn lẹ, một pha slap shot rất nhanh thôi. Chiếc 430U đang đi lên. Đấy. Rồi, bên mình bay bầu chiếc 121B rồi. Nếu 121B là chiếc xe có tầm nhìn tốt nhất trong cái phòng này mà anh ta cũng bay màu rồi thì đánh đấm cái gì nữa. Tỷ số bây giờ là 4-7 nhưng mà số máu hiện tại nó đang không chênh lệch quá là nhiều, cho nên là cũng có cơ hội để bên mình gỡ kèo.
Đấy. Mình lại soi thấy chiếc Leopard 1 rồi. Mong rằng mình sẽ bắn trúng anh ta. Hey, nãy giờ bắn toàn trượt thôi anh em ơi. Chiếc xe này từ nãy giờ bắn toàn trượt thôi. Mình rất là bực. Cực kỳ bực. Nó không được như hồi xưa nữa. Như hồi xưa mình bắn khá là chuẩn. Rồi E100, cơ hội của mình để bắn ngang hông E100. Mình đã đổi chuyển sang đạn hit. Yeah, mình đã phải chuyển sang đạn hit để đề phòng là đạn của mình lấy đạn. Bởi vì ấy, đạn ABCR nó khá là lấy đạn trên chiếc E100 này anh em. Rồi, chiếc E100 đã bị mất khá là nhiều máu. Cơ hội của mình để bắn chiếc Leopard 1. Một viên đạn hit lấy đạn. À không, mình vẫn đạn ABCR ấy chứ nhở. Hình như mình vẫn bắn đạn ABCR ấy sao ấy. Hình như vậy. Rồi, chiếc E3. Anh ta đang xông ra để bắn mình. Ôi, nguy hiểm quá. Mình đang cố gắng chặt xích anh ta. Rồi, mình đã chặt trượt rồi anh em ơi. Và anh ta đang lao xuống để bắn mình. Quả đấy mà mình chặt xích được E3 thì chắc chắn rằng anh ta đang ở trên đồi rồi. Chặt xích nào. Yeah, mình đã thành công chặt xích chiếc E3 và đang đi vòng qua anh ta. Cố gắng bắn vào hông của anh ta thêm một viên đạn nữa để kết liễu anh ta. Yeah, đó là cách mà chúng ta có thể giao tranh với chiếc E3. Chặt xích và bắn E3. Được rồi, cơ hội của mình để bắn E100. Ui, pháo đã chặt xích mình rồi. Ok, một phát đạn nữa lấy đạn chiếc Leopard 1. Thực sự luôn rất là khó chịu anh em ạ. Thực sự luôn bắn Leopard 1 và toàn lấy đạn thôi. Bực thật ấy. Ôi, phát đạn vừa rồi. Mình nhá, tâm của mình là đang bị choáng nhá. Tâm rất là to chưa thu hết mà vẫn bắn xuyên được chiếc Leopard. Trong khi đó những phát đạn mà mình thu tâm kỹ rồi. Mình ngắm kỹ rồi, lấy đạn. Bó tay luôn. Trời ạ, bó tay. Thực sự luôn là cảm giác bây giờ chiếc xe yêu thích nhất của mình đã không còn là chiếc xe yêu thích nhất của mình nữa rồi anh em ạ. Mình đã cất kho nó quá là nhiều rồi. Nhưng lý do mình chơi lại ấy, là anh em đang bảo là bạn ơi, chiếc xe Tourian Action X ấy, nó đang ở cái giấy phép quân sự. Mong bạn làm một video về nó thế nào cũng được, không cần quá highlight đâu. Cho nên là mình cũng thôi thì đáp ứng nhu cầu của anh em thì mình cũng làm một video về chiếc xe Tourian Action X này, cũng như là một video kỷ niệm cuối cùng nhá. Có thể là mình sẽ không động vào chiếc xe này hoặc làm video về chiếc xe này nữa đâu. Coi như là kỷ niệm một thời mà mình yêu thích nó, nhưng bây giờ thì nó không phải là một chiếc xe yêu thích nữa, mà có khi mình còn đang ghét nó anh em ạ. Đang thực sự là thất vọng về nó. Mình nhá, bây giờ nhá, một khi mình yêu thích nó trở lại, chơi nó trở lại, chỉ có khi quên mình trả lại đạn hết của nó mà từng có trên chiếc FV4202 hoặc đang có trên chiếc Sen 7. Chỉ mỗi vậy thôi. À, mình có thể cho anh em xem cái trận đấu này, thực sự là quá chán anh em ạ. Đồng đội của mình ăn mãi không được chiếc E4 luôn. Và Leopard bên mình thì lại xông lên một cách mù quáng. Và anh ta đã bị bay màu. Đấy, còn tí nữa nhá, 268 bên mình này. 268 bên mình với lại E4 bên mình bắn mãi không chết E4. Đấy, bắn trượt liên tục luôn. Vẫn để E4 nó chạy lên để nó soi này, lại trượt thêm phát nữa. Đấy. Trận đấu này thua là do mấy ông TD bắn kém anh em ạ. Thực sự luôn, mấy ông TD bắn kém lắm. Trận đấu này thì bên mình thua anh em ạ. Tổng kết lại thì chiếc Centurion X-Series của chúng ta ấy là một chiếc xe tăng không quá yếu, cũng không quá mạnh. Nó ở mức cân bằng và ở mức trung bình tốt thôi. Có nghĩa là anh em có thể là làm quen với nó được ngay, thoải mái làm quen với nó được ngay mà không hề gặp phải cái vấn đề gì cả, bởi vì nó rất là dễ chơi, nó không có cái khuyết điểm gì quá là nhiều. Đấy, nhưng nếu mà nằm ở giữa rừng xe hiện tại bây giờ, nằm ở cái meta hiện tại bây giờ thì theo mình thấy ấy, chiếc xe nó đang cảm giác cứ lỗi thời kiểu gì ấy anh em ạ. Bởi vì cái khẩu pháo 105mm xuyên của nó, nhầm, 105mm cỡ nòng 105mm của nó ấy, nó không được khỏe như Leopard 1, hoặc là không được sát thương, hoặc là bắn kinh khủng như là chiếc STB1. Đấy. Khẩu pháo của Leopard 1 và STB1 là hai khẩu pháo mình đang thích nhất ở beta hiện tại. Leopard 1 bắn tỉa cực sướng, sát thương 420, 410, 420 gì đấy. Còn STB1 tuy sát thương xuống 360 nhưng xả đạn thôi rồi 5 giây cho một viên. Quá ngon luôn, lại còn cả thủy lực nữa. Đó là những khẩu pháo 105mm mà mình cảm thấy hiện tại bây giờ ngon. Còn những khẩu pháo 105mm của những chiếc xe cũ là chiếc Sen Action X này, 30B này, 50M này thì mình thực sự là không hề thích chút nào luôn. Đấy. Chưa kể nhá, chiếc Sen Tourian Action X ấy, nó làm mình thất vọng ở cái khoản là tháp pháo. Cũng là 254mm tháp pháo đấy, nhưng giá mà cái tháp pháo của chiếc Sen Tourian Action X nó nhỏ gọn và nó dẹp như thế này, như là chiếc Sen 7 này, nó có cái man nét nó che được hầu hết cái phần má này thì khá là ngon đấy. Và cục U nó giảm đi, phần chán nó thấp đi thì quá là ngon luôn. Nhưng cái chiếc Centurion Action X của chúng ta, cái chán nó quá là cao luôn. Đây này,
cái trán nó quá là cao, cái cổ quá là to, cái má quá là dày, rồi cái cụ trời ạ. Thề bây giờ đạn vàng nó bắn nhát nhảm, cả cái bắn đạn thường khoảng 260 đến 270 cũng xuyên được cái phần thân tháp cái xe rồi. Cho nên cũng khá là khó để chiếc xe này hun đao tầm gần mà hãy giữ khoảng cách với địch. Chiếc xe 7 còn hun đao tầm gần còn thấy thích ấy, mình nói thật. Đấy. Mà nói chung mình cũng kỷ niệm một thời mình bắn chiếc xe Centurion Action X này khá là nhiều luôn, 1484 trận. Và đây là chiếc xe có 3 MOE nhá. Chiếc xe có 3 MOE đầu tiên trong gara của mình. Đấy. Và chiếc xe này cũng chạm mốc 1000 số trận 1000 đầu tiên nhá, chứ không phải là chiếc FV hay là 430B đâu, mà là chiếc này chạm mốc 1000 trận cuộc đầu tiên của mình. Thế là anh em có thể biết rằng chiếc xe này mình bắn chiếc xe này nó nhiều như thế nào và yêu thích nó nhiều như thế nào. Nhưng mà bây giờ thì chắc là không rồi. Mình không còn yêu thích nó nữa rồi. Và nó nằm trong gara mình khá là nhiều khi mà ê, bắn mình bắn nhiều đến nỗi mà đang chạy kỹ năng thứ 7 của kíp lái rồi này. Mà nói tới với anh em luôn là bốn kíp lái nữ đấy, là bốn kíp lái nữ đầu tiên mà mình lấy được ở chiến dịch nhá, nhiệm vụ chiến dịch stack 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 4 đấy. Mình đã lém luôn vào chiếc Xen Axelix này luôn. Đấy, yêu thích đến nỗi như thế cơ mà. Nhưng bây giờ mình chỉ mong mỗi một điều duy nhất thôi. Hãy trả lại đạn Hess cho em Centurion Axelix đi. Chỉ mong mỗi vậy thôi, mình không cần đạn hit xuyên cao, mình chỉ cần đạn hét xuyên như chiếc Sen 7 đâu được rồi, là mình có thể làm mưa làm gió ở phòng cấp 10 rồi, chỉ mỗi vậy thôi. Đó, đó là mong muốn của mình trên chiếc Centurion Axelix này. Và giấy phép quân sự cũng sắp kết thúc rồi, mong rằng anh em sẽ lấy được Carbon 3D ở chiếc xe này và mang về sưu tầm hoặc là mang về bắn nếu anh em thích chiếc xe này. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video về chiếc Centurion Axelix này. Nếu thấy video hay và ích thì đừng quên thích video, chia sẻ, bình luận bên dưới và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em chơi game vui vẻ. Bye bye.